Rồi, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải, xin chào em trai. Em trai cho anh hỏi là em tên là gì, em đến từ đâu? Dạ, em tên là Từ Hoài Bảo, em đến từ Trà Vinh á. Hôm nay em đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp em phụ việc gì? Dạ, tìm một chiếc xe á anh. Tìm một chiếc xe, vì Dạ. sao mình lại tìm xe? Dạ, em bị hai bạn kia lấy cắp. Rồi, hai bạn kia là phải người em cầm tình hình không? Dạ, đúng rồi. Một bạn hay hai bạn? Một bạn này còn một bạn kia là đi chung á. À, Dạ. rồi em có thể nói rõ họ tên người này giúp anh. Bạn này là Phùng Thanh Trường. Hùng Thanh Trường, quê quán người này ở đâu em biết không? Ở Nha Trang, Khánh Hòa, Đồng Nai á. Rồi em nói rõ chi tiết vì sao mà em mắc xe và em tìm xe và tìm người này giúp anh. Dạ, tại vì lúc đó là em khuya rồi em đi làm về mà em ngủ ngủ tới gần sáng rồi chìa khóa em để đâu nằm á, bọn ấy lấy của em, xong rồi bạn ấy đi xuống dưới rồi gặp trường quản lý, bạn ấy nói là lấy xe đi giặt đồ để về rồi bạn ấy lấy đi luôn anh. Em có mối quan hệ gì với người này? Dạ, chỉ là làm chung thôi anh. Làm chung thôi đúng Dạ không? Rồi em quen người này được bao lâu rồi? dạ làm chung anh em ở chung được thể, bạn ấy vô được cỡ gần một tuần rồi anh. Một tuần lễ. Dạ. Cái chỗ ở em là ở tập thể là bao nhiêu người ở một phòng? Dạ là 4 5 người anh. 4 5 người. Dạ. Rồi em mắc xe ở đâu? Ở đường 41 xẹt 77 anh. Nơi quận 4 phường 6. Ừ, sự việc này em đã trình báo cơ quan chức năng chưa? Dạ có rồi anh. À, khi em mất xe người này lấy là lúc 8 giờ hả? Dạ đúng rồi. À, trước đó em có cho người này mượn xe không? Dạ không anh. Không có cho mượn luôn. Dạ. Em để chìa khóa trên đâu mà để người ta lấy? Ở trên là làm em chỗ ngủ anh. À, khi mà đẩy xe ra ngoài em không hay biết à? Dạ lúc đó em còn ngủ tại 9 giờ rưỡi mới làm á anh. 9 giờ rưỡi mới làm. Dạ. Mình nghỉ tại quán luôn hay là Dạ ở chỗ đúng rồi, khác? nghỉ tại quán luôn anh. Tại quán luôn. Dạ. Quán có gài phá cửa gì không? Dạ có luôn anh. À, Rồi tại vì sáng mãi xuống á là nói chị quản lý là mở cửa cho giặt đồ đi ăn uống đi về đi làm á anh. Rồi mãi lấy xe đi luôn. chị quản lý dẫn cho lấy xe đi. Dạ. Nhưng mà biết chị quản lý biết xe này của em không? Dạ biết. Tại sao không hỏi em mà lại cho lấy xe Tại đi? vì bạn ấy xuống dưới bạn ấy nói là em cho mượn xe đi giặt đồ của anh. À, đây là một sự bất cẩn của chị quản lý không có xác minh Dạ. mà cho người khác lấy tài sản của em rồi. Em mắc xe gì? Dạ em xin tơ 150. Xe Accenter 150, biển số bao nhiêu em đọc rõ giúp anh. Dạ biển số là 84H1 51603. Sự việc này em đã trình báo cơ quan chức năng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em trình báo cơ quan chức năng ở đâu? Dạ ở phường 6 quận 4 luôn anh. Rồi em có thử đi tìm kiếm cái mối quan hệ của người người này ở đâu chưa? Em cũng có tìm nhưng mà không có tìm gặp anh ơi. Em đã tìm ở đâu rồi? Trên Facebook cũng như là lúc trước bạn ấy có kết bạn với cái bạn này nè, rồi vô giờ bạn ấy xóa chặn hết trơn, Chặn rồi hết tìm luôn hết rồi. trơn không gặp giờ. Là bây giờ cắt hết liên lạc của em luôn rồi đúng Dạ không? đúng rồi. À, khi người này đến làm thì còn có thông tin gì của người này không em? Dạ không anh, chỉ có trong cái giấy chứng minh thôi, là địa chỉ chỗ ở của ấy thôi. À, người này sinh năm bao nhiêu em biết không? Cái mặt còn rất Dạ là trẻ. năm 2004 anh. 2004 đến Dạ. nay mới 19 tuổi đúng không ta? 19 tuổi à, mới 19 tuổi thôi. Rồi một lần nữa này anh xin nhắc nhở lại em trai ở trong hình này ha. Nếu như em có xem được trong video này thì em hãy nhanh chóng đem trả tài sản lại cho bạn của em đi ha. Trong vòng ngày hôm nay cũng như là em xem được video này mà em không đem trả tài sản cũng như là chiếc xe đó đó lại cho em trai này thì đội hiệp sĩ Nguyễn Hành Hải sẽ tung quân cũng như dùng các nghiệp vụ đến đi tìm và đưa em ra cơ quan chức năng cho cơ quan chức năng làm việc và lấy lại tài sản cho em trai này. Cùng với đó là em sẽ dính líu đến pháp luật, tuổi em còn rất là trẻ, một chiếc xe không đáng là bao không đâu nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mình. Nên đó, em có thấy được video này em hãy trả nhanh tài sản lại cho em trai này. Mình khất sức dài dây rộng, thanh niên còn rất trẻ, mình đi làm 20-30 triệu rất là dễ tìm. Nên mình đừng có bao giờ xa xa lầy vào những cái cám dỗ tiền bạc mà đi trộm cắp lấy xe như thế này. Ủ tờ không không dưới 5 năm đâu nha em trai, tuổi em còn rất là nhỏ nên em nhanh chóng liên hệ lại trả xe cho em trai này. Còn nếu như em đang có khó khăn gì không dám liên hệ, em có thể gọi lại cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913 785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải có thể đứng ở ở giữa giải hòa cho em và trả tài sản lại cho em trai này. Rồi em trai cho anh hỏi ha, khi mà nếu như người này đến trả tài sản cho em có chấp nhận bỏ qua hết vụ việc không? Giờ bọn ấy chỉ cần trả xe cho em thôi, rồi mọi chuyện thì em cũng không làm gì hết thôi. Ừ,
Đấy, em ta đây cũng đã nói rồi, nếu như em trả tài sản lại, em sẽ rút đơn và không cần truy cứu gì nữa. Và còn em cố chấp thì trong nay mai thôi, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ tung quân và các nghiệp vụ sẽ đưa em ra ánh sáng và đưa ra cơ quan chức năng để cho em trả tài sản lại, cùng với đó là em sẽ ủ tờ ha. Nên em hãy suy nghĩ nhanh chóng trả tài sản. Và một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng, nếu như ai thấy được thanh niên ở trong hình này ở đâu, xin liên hệ lại cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913 78 58 58, giúp đội hiệp sĩ Nguyễn Hải để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đến đưa đối tượng này ra cơ quan chức năng, lấy tài sản lại cho em trai ở đây. Em cũng còn nhỏ, có chiếc xe đi lại đi làm thôi mà, và ngủ chung với bạn cùng phòng thì đang ngủ thì em nó lấy chìa khóa đi. Đến bây giờ hơn 3 ngày rồi không có trả, cũng cắt hết liên lạc, chặn hết liên lạc lại rồi. Nên hôm nay em nhờ bà con cô bác cũng như là cộng đồng mạng cùng chung tay với đội hiệp sĩ Nguyễn Hải chia sẻ mạnh video này, cũng như là ai thấy được thanh niên ở đâu, xin liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp em, số điện thoại là 0913 78 58 58, để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp em trai lấy được tài sản ha. Em còn đôi lời nào muốn gửi đến cái người mà lấy xe em không? Nếu như người này thấy được video này, em nói đi. Thì giờ chỉ không làm gì hết, chỉ muốn mày trả xe cho em thôi, còn tất cả mọi chuyện thì cũng không chấp gì hết ha. Em trai chỉ có đôi lời chia sẻ như vậy thôi, rất là ngắn gọn. Nên em hãy suy nghĩ nhanh chóng trả tài sản lại ha. Rồi em cho anh hỏi là toàn bộ câu chuyện của em chia sẻ nãy giờ có hoàn toàn đúng với sự thật hay không? Nếu như có gì sai trái, Là em chịu hết trơn. em chịu nếu như có gì sai trái em sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật. Khi em lên đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải tìm kiếm giúp đỡ, hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ quay phim ghi hình đăng em lên tất cả các trang mạng xã hội. Em có chấp nhận hay không, cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đăng không? Em cho đúng không? Là đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đăng lên sẽ không bao giờ gỡ video xuống, em có chấp nhận không hả? Là em chấp nhận ha. Cũng như bà con cô bác cộng đồng mạng ha, em xin một lần nhắc lại là đội hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp người hoàn toàn miễn phí, không lấy tiền bất cứ ai hết, không dùng tục lợi bất cứ vấn đề gì. Nên bà con cô bác từ giàu đến nghèo, ai cần giúp đỡ vấn đề tìm kiếm tài sản cũng như là tìm kiếm người mất tích, có khó khăn gì cứ liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải, số điện thoại là 0913 78 58 58, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp hoàn toàn miễn phí nha. Rồi một lần nữa em xin cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú cũng như bà con cô bác trong và ngoài nước đã quan tâm theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải trong thời gian qua. Em xin cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú nha.